Thêm một vụ bị rút tiền trong tài khoản ATM mà chủ thẻ lại không hề hay biết. Nạn nhân là khách hàng của ngân hàng Sacombank bị rút mất gần 95 triệu đồng. Cụ thể là vào khuya ngày 24 tháng 4 vừa qua, anh Hoàng Minh Tâm ở Hà Nội nhận được tin nhắn báo giao dịch rút tiền thành công. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, anh Tâm mới xem điện thoại và phát hiện bị mất khoảng 95 triệu đồng. Điều đáng nói là chủ thẻ ở Hà Nội nhưng giao dịch lại diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện ngân hàng Sacombank đã xác nhận có sự việc trên và trước mắt đã hoàn trả lại số tiền gần 95 triệu đồng cho anh Tâm.